F0 điều trị tại nhà được hưởng bảo hiểm xã hội nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Đây là thông tin được nhiều sở y tế và bảo hiểm xã hội địa phương cung cấp cho người lao động khi là trường hợp mắc COVID-19 nhẹ không triệu chứng được điều trị tại nhà. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đã sẵn sàng cải cách hành chính, rút gọn quy trình và chuẩn bị nguồn kinh phí, nhân lực để tiếp nhận và giải quyết sớm nhất chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động là F0 ngay khi có hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Y tế về các loại giấy tờ có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc, hưởng bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người lao động chưa có tài khoản cá nhân nên khẩn trương mở tài khoản để khi thông tư hướng dẫn được ban hành, người lao động là F0 có đầy đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chuyển thẳng tiền hưởng chế độ ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau vào tài khoản của người lao động, vừa đảm bảo kịp thời minh bạch để đến tận tay người lao động, vừa đáp ứng chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ cũng như đảm bảo tốt việc phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội cho biết tuần qua trên địa bàn trung bình ghi nhận 27.283 ca mắc COVID-19 một ngày, tăng so với kỳ báo cáo trước. Ngày cao nhất ghi nhận 32.650 ca. Tính đến ngày 9 tháng 3, Hà Nội đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 80%. 93 trên 109 mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên từ ngày 4 tháng 12 năm 2021 đến ngày 1 tháng 3 năm 2022, trong đó chiếm ưu thế là biến thể phụ BA.2, 86 trên 93 mẫu. Như vậy, bước đầu đã có những bằng chứng kết luận chủng Omicron đã là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Trong thời gian tiếp theo, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này. Song song với công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, ngành y tế Lào Cai cũng đang chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực y tế để đáp ứng nhu cầu điều trị các di chứng hậu COVID-19. Trước tiên, các đơn vị từ tuyến cơ sở chủ động lập danh sách F0 có nguy cơ mắc phải những triệu chứng hậu COVID-19 và hướng dẫn những người này và người thân của họ tự theo dõi sức khỏe, sớm phát hiện các biểu hiện của di chứng hậu COVID-19. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, phòng khám, tư vấn và điều trị cho bệnh nhân sau điều trị COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai đã đi vào hoạt động với chức năng khám, tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh, đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau khi mắc COVID-19, nhất là những người từng bị COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh. Ngoài điều trị cho bệnh nhân hậu COVID-19 là người lớn, ngành y tế Lào Cai còn chủ trương triển khai điều trị hậu COVID-19 cho bệnh nhi do xu hướng mắc COVID-19 ở trẻ có chiều hướng gia tăng. Tình hình số ca mắc trên địa bàn ngày càng nhiều, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép các cơ sở khám chữa bệnh công lập được tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, cho phép các cơ sở khám chữa bệnh công lập từ tuyến huyện trở lên, bao gồm cả các bệnh viện chuyên khoa, được tổ chức tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân mắc các bệnh lý có kèm theo nhiễm COVID-19, đủ tiêu chuẩn điều trị nội trú tại đơn vị. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế ban hành quyết định thành lập và điều động nhân lực tại khu thu dung điều trị COVID-19 của cơ sở khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch COVID-19 và thực tế tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các huyện, xã, thành phố có trách nhiệm thành lập, điều động nhân lực, thu dung, điều trị COVID-19 của cơ sở khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, bao gồm cả Bệnh viện Đa khoa, khu vực Tây Bắc và Tây Nam, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh. Ô nhiễm rác thải nhựa đang là một vấn đề lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Nước ta được xếp thứ tư thế giới về tiêu thụ và sản xuất các sản phẩm từ nhựa, với từ 8 đến 9 triệu tấn chất thải rắn và chủ yếu là rác thải nhựa xâm nhập vào môi trường mỗi năm. Tuy nhiên, thì cho đến nay lại có rất ít nghiên cứu đánh giá về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa siêu vi trong các môi trường sinh thái thủy sinh ở Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực đô thị, nơi có mật độ dân cư cao và tiêu thụ cũng như là thải ra một lượng rất lớn các sản phẩm nhựa vào môi trường mỗi ngày. Vâng ạ, với mong muốn góp phần xác định được nguồn gây ô nhiễm rác thải nhựa, đánh giá được ảnh hưởng đối với môi trường, đồng thời đề ra được những giải pháp và những chính sách để cải thiện môi trường nước, một nhà khoa học nữ đã không ngại khó, không ngại khổ, dành gần 15 năm tuổi nghề của mình để cống hiến cho các nghiên cứu khoa học. Trong vài thập kỷ qua, vi nhựa đã trở thành một chất ô nhiễm phổ biến trong đất và nước, dẫn đến mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ sinh thái. Là một tiến sĩ về khoa học môi trường, hơn ai hết, tiến sĩ Mai Hương
hiểu được những vấn đề mà môi trường nước đang gặp phải. Có lẽ vậy mà dự án nghiên cứu đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong trầm tích của các thủy vực thuộc nội thành Hà Nội và sự ảnh hưởng độc hại của chúng đến các sinh vật đáy của tiến sĩ Mai Hương được coi là một điểm sáng giúp đánh giá và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay. Hiện nay thì chúng tôi đang triển khai một số các dự án liên quan đến đánh giá tác động của vi nhựa đối với sinh vật, thì chúng tôi cũng đã tìm thấy được những cái một số các cái tác động đến ví dụ như là hệ tiêu hóa. Chúng tôi đã tìm thấy ở trong hệ tiêu hóa của một số loài cá hoặc là một số loài động vật thân mềm ấy, ví dụ là ốc hoặc là trai hoặc là hầu. Đấy, thì chúng tôi cũng đã thu thập mẫu ở một số các địa phương và chúng tôi đã phân tích, thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cũng có những cái hàm lượng vi nhựa ở trong đấy. Tiến sĩ Mai Hương tốt nghiệp kỹ sư ngành nuôi trồng thủy sản và thạc sĩ khoa học ngành nuôi trồng thủy sản tại Đại học Công nghệ Quốc Tranh, Úc, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Bordeaux, Pháp. Đến nay, sau gần 15 năm gắn bó với nghề, tình yêu với ngành môi trường của chị vẫn không hề phai nhạt. Có khá nhiều khó khăn nói chung đối với tất cả các nhà nghiên cứu và nói riêng cho cả phụ nữ. Bởi vì là làm môi trường có nghĩa là các bạn phải đi ra ngoài thực tế. Và mỗi một cái chuyến đi thực tế đấy nó không phải là giống như bạn đi du lịch. Là môi trường thì có thể là bạn phải đến những cái nơi mà chẳng ai đến bao giờ cả. Và làm những cái việc mà có khi mọi người rất là sợ hãi, giống như là thu thập nước thải để về phân tích, hoặc là dự đoán cái bệnh tật thông qua cái nước thải sinh hoạt của người dân. Chị Mai Hương thì cái nghiên cứu của chị không những là nghiên cứu ở tại Việt Nam mà cũng đã đạt được những cái dự án của cái sự hỗ trợ của bên Anh, thì cũng về cái việc mà xử lý những cái nguồn nước ô nhiễm hoặc là cái dự án mà xử lý rác thải nhựa trên biển. Thì đấy là những nghiên cứu mà tôi cho là rất là tốt và đi đúng hướng trong cái lĩnh vực là xử lý các chất ô nhiễm rác thải và nước thải của môi trường. Dự án nghiên cứu đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong môi trường nước và ảnh hưởng độc hại của chúng đến các sinh vật đáy bắt đầu từ năm 2021, kéo dài trong gần 4 năm. Đây là một dự án nghiên cứu lớn do chính phủ Anh tài trợ, quy tụ sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực môi trường từ 8 trường đại học và các viện nghiên cứu của Việt Nam. Tiến sĩ Mai Hương và các cộng sự kỳ vọng sẽ góp phần xác định được nguồn gây ô nhiễm rác thải nhựa, đánh giá được ảnh hưởng đến môi trường để tìm ra những giải pháp và chính sách cải thiện sự ô nhiễm này. Quý vị và các bạn, tình hình dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến cho hoạt động du lịch trong nước nhiều thời điểm gần như bị đóng băng. Và lúc này thì nhiều doanh nghiệp và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã chờ đợi đến ngày 15 tháng 3 khi mà Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch. Mong mỏi, hy vọng đón lượng khách quốc tế để từng bước có thể phục hồi ngành du lịch. Đó là nỗi niềm chung của rất nhiều doanh nghiệp du lịch hiện nay. Vâng ạ. Tuy nhiên thì góp ý cho phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch sau ngày 15 tháng 3, Bộ Y tế cũng có đề nghị nhiều những quy định chặt chẽ như là những người có nguy cơ cao hạn chế đi du lịch và khách không ra khỏi nơi lưu trú trong vòng 24 giờ. Nhiều công ty du lịch cũng cho biết với những quy định phản hồi từ phía Bộ Y tế thì chắc chắn là việc đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 sẽ rất khó khăn. Và ngành du lịch của Việt Nam khó có thể phục hồi, cạnh tranh được với thị trường các nước trong khu vực. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Công ty du lịch này từng rất vui mừng khi biết tin từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn du lịch. Sau thời gian hoạt động cầm chừng với các tour du lịch trong nước, doanh nghiệp kỳ vọng có thể đón thêm lượng khách quốc tế lớn từ thị trường châu Âu. Tuy nhiên, các cơ chế chính sách mở cửa cũng như quy định khách nhập cảnh vào Việt Nam chưa rõ ràng, khiến doanh nghiệp chưa thể xúc tiến, bán các sản phẩm du lịch. Với thị trường Tây Ban Nha như bọn mình ý, thì hiện nay là nhu cầu khách thực sự là có, nhưng mà để mà khách có thể sẵn sàng xuống tiền và book tour thì khách chưa sẵn sàng làm, tại vì là thứ nhất là cơ chế visa chưa rõ ràng, thứ hai là khi khách nhập cảnh vào Việt Nam sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn, việc hiện nay chưa rõ ràng việc cách ly bao nhiêu ngày. Rồi trong quá trình đi tour thủ tục nếu mà chẳng may khách bị Covid thì sẽ được xử lý ra sao? Rồi cơ chế visa sẽ được tiếp tục miễn visa hay là một hình thức khác cũng chưa rõ ràng. Thế nên là hiện nay bản thân bọn mình thì là mặc dù có tin tức mở cửa nhưng mà các cơ chế chính sách chưa rõ ràng. Thế nên là về phía doanh nghiệp bọn mình chưa thể gọi là nhận book tour của khách được.
nhiều doanh nghiệp cảm thấy lo lắng khi phương án khách quốc tế được tham gia du lịch như khách nội, sau khi nhập cảnh được tham gia du lịch ngay mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng, không được Bộ Y tế đồng thuận. Trong góp ý của Bộ Y tế, có yêu cầu người có nguy cơ cao hạn chế đi du lịch, khách không ra khỏi nơi lưu trú trong vòng 24 giờ. Đây là điều khiến cho du khách cảm thấy ngần ngại khi đến Việt Nam. Cho đến bây giờ, từ 15 tháng 3 chúng ta mở cửa, nhưng mà để có một cái văn bản chính thức là 15 tháng 3 chúng ta mở cửa thì chúng tôi vẫn chưa có và chưa nhận được. Thứ hai nữa là chính thức là cái visa cũng như là cái quyết định cụ thể của Bộ Y tế là vẫn chưa nhận được. Dẫn đến cái việc là chúng tôi cũng rất khó khăn trong việc mà nhận khách nước ngoài hoặc là thông tin cho du khách nước ngoài. Thế thì đây là những hai cái vấn đề lớn nhất, là du khách thì rất là mong muốn đi Việt Nam trong 20 năm qua rồi, rất là nhiều, đặc biệt là khách châu Âu của chúng tôi. Tuy nhiên là bây giờ là khách vẫn chưa biết có những thông tin chính xác về visa cũng như là cái chính sách về cách ly như thế nào khi mà đến Việt Nam. Thì đây là những cái thông tin mà đang rất là mù mờ, và doanh nghiệp đang thực sự rất là mong muốn là có những thông tin thực sự là chính thống, chính xác và có được những văn bản cụ thể để hướng dẫn. Các du khách thì cũng đang có cái suy nghĩ là ngần ngại khi đến Việt Nam, khi mà vẫn còn phải tự theo dõi sức khỏe hoặc là phải khai báo y tế khi tại điểm đến. Bộ Y tế cũng vẫn khuyến cáo người dân cũng như là khách du lịch khi mà đến Việt Nam thực hiện đúng cái quy định 5K, là cũng phải là đeo khẩu trang, giãn cách, khử khuẩn, khai báo y tế. Cho nên là khi mà đi du lịch trên cái chuyến xe thì chúng tôi cũng vẫn sử dụng là, ví dụ như là đoàn 15 người thì vẫn phải sử dụng xe 45 chỗ để giãn cách ngồi cho nó có khoảng cách ra, rồi kể cả trong nhà hàng, trong khách sạn cũng vậy. Đó là một trong những cái mà nó vẫn còn đang hạn chế nhiều về các cái điểm đến tham quan cũng như các cái dịch vụ. Ông Hà cũng lo lắng việc chậm đưa ra hướng dẫn cụ thể có thể làm hạn chế cơ hội phục hồi của ngành du lịch Việt Nam. Du khách đang có đa dạng lựa chọn về điểm đến và lên kế hoạch cho chuyến đi thay vì chọn Việt Nam trong từ 3 đến 6 tháng tới. Rất là nhiều người Việt Nam cũng đã đi được Trung Đông hay hoặc đi Thái Lan hoặc đi Singapore, và rõ ràng là chúng ta đang tự làm khó mình với những quy định, ví dụ như là phải theo dõi trong 72 giờ và bắt buộc trong 24 giờ là phải cách ly, thì rõ ràng là rất là khó, và mong muốn doanh nghiệp làm sao thực sự là đơn giản nhất có thể, dễ dàng nhất có thể cho du khách, ví dụ như là có thể theo chương trình là test and go, có nghĩa là đến rồi sau đó là trong 24 tiếng chúng ta có thể là test, và nếu như là âm tính thì du khách có thể là đi tham quan trải nghiệm. Thì đấy là chứ với góc độ doanh nghiệp thì đấy là thực tế nhất và có thể dễ thực hiện. Nhiều ý kiến cũng khẳng định nếu muốn có khách đến Việt Nam không thể thực hiện theo đề xuất của Bộ Y tế. Thay vào đó, du khách quốc tế và nội địa cần được đối xử giống nhau. Chúng ta cần phải tham khảo các cái điều kiện an toàn của các cái quốc gia trong khu vực mà đã mở cửa đón khách du lịch như là Thái Lan hay là Campuchia, bởi vì quả thật là trong cái bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay thì các quốc gia này đều đã có những cái động thái rất là sớm trong cái việc đón khách cũng như là có những cái bộ hướng dẫn các cái chỉ tiêu an toàn để đảm bảo cho du khách. Và thực sự mà nói thì các doanh nghiệp lữ hành sẽ sẵn sàng tuân thủ các cái điều kiện do các cái cơ quan liên bộ đưa ra. Tuy nhiên là chúng tôi cần những cái hướng dẫn cụ thể để có thể triển khai áp dụng trong chính đội ngũ nhân viên cũng như là có thể phổ biến cho du khách. Chính phủ cũng như là các ngành cũng cần phải có những cái kế hoạch phát triển mang tính dài hạn. Bởi vì cái hành vi của khách du lịch quốc tế rất là khác biệt với cả khách du lịch Việt Nam. Thông thường thì một cái khách du lịch quốc tế họ sẽ có kế hoạch cho việc đi du lịch từ 6 tháng đến 1 năm trước khi triển khai. Chính phủ nên có một cái chính sách cụ thể và có hướng dẫn cụ thể cho cái việc mà đồng bộ và thống nhất của tất cả các cái bộ ban ngành đều phải có một cái hướng chung là chúng ta sẽ mở cửa 15 tháng 3. Có như vậy thì cái việc mà từ trung ương tới địa phương thì chúng tôi cũng thấy rằng rất là có những địa phương là cũng chưa sẵn sàng. Như vậy thì chúng ta mới thực chất mở cửa ở du lịch, đặc biệt là vấn đề cái visa. Hiện tại là khách cũng đang rất khó khăn trong việc có lấy visa du lịch và cũng chưa có cái văn bản nào hướng dẫn, và du khách của chúng tôi vẫn chưa lấy được visa. Bản thân Việt Nam hay là nước ngoài thì họ đã xác định tư tưởng là sẽ sống chung với Covid rồi, thế nên là họ không quá cái việc mà họ sợ hãi đi du lịch mà sẽ bị Covid cả. Thế nên là việc là họ sẽ chọn những điểm đến nào mà có ít rào cản nhất. Ví dụ như là đối với một cái nước láng giềng như Việt Nam là Thái Lan chẳng hạn, hiện nay họ đang có cơ chế là test and go. Đến test xong là ok, kết quả ok là hoàn toàn có thể đi du lịch trong nước, thì cũng rất mong muốn là chính phủ Việt Nam mình sẽ cởi mở hơn, sẽ thông thoáng hơn trong cái cơ chế này để Việt Nam sẽ đón được rất nhiều đoàn khách quốc tế trong giai đoạn tới. Thống kê của ngành du lịch Việt Nam cho thấy trong năm 2021, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 157,3 nghìn lượt người,
giảm 95,9% so với năm trước. Có đến 90-95% doanh nghiệp lữ hành rơi vào tình trạng khủng hoảng, phải dừng hoạt động, chuyển ngành nghề, đổi mô hình kinh doanh. Nếu phương án mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới không có những hướng dẫn rõ ràng, việc đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 mà Việt Nam đặt ra khó có thể thực hiện được và vẫn chỉ nằm trên giấy. Gần đây thì thông tin biến thể Omicron chỉ vào tới cổ họng và không lan xuống phổi được lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia cũng như là những nghiên cứu đã được công bố trước đó, thì thông tin này là không chính xác. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, các thống kê đến thời điểm hiện tại cho thấy người mắc biến thể Omicron thường diễn biến nhẹ hơn so với bệnh nhân mắc các biến thể cũ như Delta. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Omicron chỉ có thể xâm nhập đến vùng hầu họng mà không tấn công vào phổi. Biến thể Omicron thường gây triệu chứng nhẹ, tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân nhất định diễn biến nặng và thậm chí nguy kịch cũng như tử vong. Với các trường hợp diễn biến nặng, virus vẫn có thể tấn công vào phổi và gây ra các tổn thương phổi cho bệnh nhân.